đừng có tiểu thư quá. Tại sao em lại sợ tiểu thư? Coi tivi thấy dễ dịu. Coi tivi thấy dễ dịu. Nổi da gà. Thấy dễ dịu nổi da gà. Coi tivi đó chứ ông cũng không có thực tế trải nghiệm nữa. Thật ra nó chưa biết một cái chưa gì, biết luôn cái gì hết á. Không có cảm xúc gì về con gái luôn á. Đi ra vậy anh trai. Em đi bạn trai. Thì em đi bạn trai. Thì bạn trai trai rồi. Trời ơi trời, cứu tôi cha này. Bạn trai ai bạn trai đâu? Dạ em chào anh. Em tên Hồ Hoàng Kiệt, 29 tuổi. Hồ Hoàng Kiệt. Hồ Hoàng Kiệt, quê em ở Bến Tre. Ừ. Hiện nay em ở sống và làm việc ở Hồ Chí Minh, ở Hóc Môn. Em làm gì Kiệt? Làm về nước dưỡng hoa và nước nhiệm hoa. Em ở Hóc Môn với ai Kiệt? Dạ em ở mình. Một mình. Dạ. Ba mẹ ở Bến Tre luôn. Dạ mẹ Bến Tre. Rồi mời nhà gái. Dạ, mời cô gái xinh đẹp nào. Dạ em chào chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh, quý vị khán giả và bạn trai kế bên. Tên đầy đủ của em là Phạm Thị Trúc Ngân. Em sinh năm 95, quê quán của em cũng ở Bến Tre luôn. Ồ. Hiện tại công việc của em là nhân viên văn phòng. Em làm việc ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm ở nhà máy ở Đức Hòa, Long An. Là em ở đó luôn hả? Dạ đúng rồi. Hàng ngày thì em ở đó, cuối tuần thì em lại về Sài Gòn. À cuối tuần em về Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Bé Ngân sinh năm 95 và là quê Bến Tre luôn nha. Hỏi coi Kiệt, ở đâu? À bạn quê ở huyện nào? Dạ em ở huyện Mỏ Cày Nam ạ. Mỏ Cày Nam. Anh ở Bến Tre ở đâu ạ anh? À, anh ở Sùng Trôm. Xa không? Dạ cũng gần. Cũng gần ha, vậy là hợp lý. Ưu điểm khuyết điểm của Kiệt là gì? Dạ ưu điểm em là vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ người khác. Rồi khuyết điểm là gì dạ, Kiệt? Khuyết điểm em người hơi bị cầm tính. Hướng nội. Dạ. Mời nhà gái. Đối với gia đình em là một người con ngoan hiền, biết chăm sóc người thân trong gia đình. Đối với công việc thì em là một người năng động, chịu khó, có tinh thần học hỏi cao. Còn khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là nóng tính. Với lại em chỉ có tự ti về bản thân là em hơi gầy thôi. Nhà trai ơi, mai mốt mà hốt về là bồi bổ cho ăn nha. Chứ con bé nó thấy nó ốm quá, nó hơi tự ti. Yên tâm, bên đây tròn do. Bên đây tròn do. Hỗ trợ cho bên kia luôn. Đúng không Kiệt? Dạ. Kiệt có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa mối tình nào. Em chưa mối tình nào. Chưa mối tình nào luôn? Dạ. Trời ơi, không biết yêu hay sao, hay là dạ. Ngại yêu hay là yêu đơn phương? Lúc đầu em học á thì gia đình kêu là học đi, nên em tập trung học. Rồi sau đình đại học em cũng lo học luôn. Em tại học cơ khí á, à. Trường toàn nam luôn mà. Xong rồi ra làm, em làm bên nước mà toàn gặp nam không luôn. Vậy đó hả? Nên chưa gặp nữ. Không có cơ hội làm quen cô nào luôn. Dạ. Có để ý một người nào không? Dạ cũng có. Cũng có. Mà thường em để ý ai là em sẽ cắt đứt người rồi. Ủa là chị kỳ vậy? Ủa là chị kỳ vậy? Ủa kỳ vậy? Là sao? Để ý ai là cắt đứt quan hệ luôn hả? Dạ. Lý do? Thì em không muốn có tình cảm nữa. Không muốn có tình cảm nữa? Hả? Ủa vậy rủ lên đây em gặp cô kia có tình cảm em cắt đứt luôn hả? Dạ không có. Bây giờ em muốn tìm bạn để tiến tới kết hôn. Tôi phải qua tôi hỏi cái ca này mới được. Dạ. Dạ chào nhà trai. Chào chị. Ủa sao kỳ vậy? Sao mình có tình cảm cái mình cắt đứt vậy mà mình có tình cảm phải tiến tới chứ? Dạ tại vì em cũng em sao quan điểm em hồi nhỏ thì tới giờ em bị vậy á. Gia đình em hơi không muốn có bạn gái nên em cũng vậy. Tức là gia đình em chưa muốn em có bạn gái. Dạ. Nên là em có tình cảm với anh cắt đứt với người ta. Tới năm đại học và kêu bạn gái đi. Mà em vẫn có chữ ý định hồi đó giờ nên em qua luôn. Tới giờ luôn. Trời ơi trời, vậy là nào giờ chưa yêu ai hết? Dạ chưa. Em có yêu bạn trai không? Không có. Có tình cảm gì với trai không? Dạ không. Dứt khoát là có tình cảm với gái được không? Dạ có. Chắc chắn nha. Dạ. Mà vấn đề quan trọng là nào giờ nắm tay con gái bao giờ chưa? Dạ chưa. Dễ. Trời ơi trời. Dễ. Trời ơi trời. Có khi nào nằm mơ thấy hung cô nào đó đẹp đẹp không? Dạ không có. Không có luôn. Chỉ có nằm mơ làm không nổi thôi. Làm không nổi là sao? Em làm nhiều việc lắm, đi làm á. Em không bao giờ có thích một cô gái nào luôn á hả? Chưa. Lạ vậy ta? Có dậy thì chưa? Có dậy thì chưa? Dậy thì chưa? Thì có chứ, có chị. Lúc dậy thì nó có bình thường không? Dạ, bình thường. Tôi sợ chưa dậy thì luôn á. Tôi sợ chưa dậy thì luôn á. Hay là dậy thì muộn? Trời ơi. Chào anh. Trời ơi, trẻ trung xinh đẹp ha. Đâu có gầy gì đâu.
này là chụp hình đẹp lắm luôn á. Người ta xinh thèm luôn. Cái body đó gần chết. Người ta cần lắm luôn á. Một người đàn ông chưa bao giờ có một cái cảm xúc yêu đương, chưa bao giờ thích con gái luôn, mà cũng không có nhúc nhích gì trước một sắc đẹp ai đó. Vậy anh hỏi giùm em, hôm nay anh lên chương trình mục đích anh tìm điều gì vậy? Đó. Đúng, chính xác. Đúng đó. Nhà gái hỏi kìa. Dạ. Mục đích lên chương trình để làm gì? Tìm bạn gái. Thật ra đó, cậu bên kia dễ thương lắm. Dạ. Rất là hiền lành. Tình trường cô gái như thế nào? Dạ, em trải qua hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên là lúc em học cấp 3 và học đại học. Mối tình thứ hai là lúc em đi làm. Em chia tay cách đây khoảng 2 năm. Có thể lý do là do em đang làm ở Sài Gòn mà em chuyển đi làm xa quá. Hai người cũng nói chuyện với nhau nhưng mà không thống nhất được. Xa mặt cách lòng đó, dạ, đúng không? Dạ, dạ. Bây giờ ở đây cùng quê Bến Tre có thể đi đi về về được ha. Một cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Mẫu hình lý tưởng bạn trai của em là chững chạc, điềm đạm, khiêm tốn. Và đặc biệt em thích mỗi người bạn trai bản lĩnh. Bản lĩnh? Dạ. Bản lĩnh trong công việc chắc có nha. Có. Chỉ có tình yêu nó không có thôi. Tình yêu không có thôi, còn khác có. Đó, tình yêu nó không có thôi chứ. Tình yêu không có. Tất cả khác đều có hết. Nhà trai nào muốn có bạn gái thì sao nè, chưa có bạn gái bao giờ đó. Có hình dung được là mình thích bạn gái như thế nào không? Bạn gái cho hướng ngoại xíu, để cho em kéo em lên thì em hướng nội. Ừ, hợp lý. Tính cách thì chia vẻ. Mà đừng có tiểu thư quá. Tại sao em lại sợ tiểu thư? Con TV thấy dịu dịu. Con TV thấy dịu dịu. Nổi gà. Thấy dịu dịu nổi da gà. Coi TV đó, chứ ông cũng không có thực tế trải nghiệm nữa. Thật ra nó chưa biết một cái chưa gì. Chưa biết luôn cái gì á. Hết á. Không thì... có cảm xúc gì về con gái luôn á. Đi ra vậy anh trai. Em đi bạn trai. Em đi bạn trai. Thì bạn trắng trai mà. Trời ơi trời, cứu tôi ca này. Bạn trai ai bạn trai đâu. Rồi, mời bạn trai đưa tay lên. Tôi nghi nãy giờ rồi. À, em giới thiệu một xíu, em là Tài. Em là bạn thân của Kiệt từ lúc hai đứa còn nhỏ. À, đến giờ em chia sẻ một xíu. Đó là lý do vì sao mà bạn của em gần 30 năm không có một mối tình vắt vai. Là tại vì bạn em rất là nhát. Phải dùng từ là rất là nhát gái luôn. Giống như hồi nãy bạn chia sẻ là khi mà bạn thích một cô gái nào đó là bạn sẽ cắt đứt mối quan hệ vì bạn không biết cách tiếp cận với cô gái đó như thế nào. Sao em không giúp? Hay là em muốn vậy luôn? Hay là em muốn vậy luôn? Dạ thật sự là lực bất tòng tâm á anh. Đó là lý do mà bạn em phải lên chương trình để tìm một người phù hợp. Nói chung Kiệt là người tốt đó. Nhưng dạ. Vấn đề là về gái gú là không có cảm xúc gì luôn thôi. Dạ đúng. Nhưng mà anh hỏi xin lỗi em có người yêu chưa? Dạ đây là vợ em ạ. Ồ, chúc mừng. Hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Em phải truyền kinh nghiệm cho anh Kiệt nó nhiều chứ tại sao lại như vậy? Mỗi lần nó thích cô gái nào không có chia sẻ với em không? Dạ có, nhưng mà em có kêu là nếu như mà mày không biết cách nói chuyện á thì mày có thể hỏi tao để tao chỉ cho, mà nó không có chịu hỏi. Em có nghi ngờ giới tính không? Dạ không, có những chuyện mà của nam có thể chia sẻ với nhau thì em biết được là nó là trai thẳng. Nó là trai thẳng. Được, vậy được dạ. Rồi đó. Anh tin em. Dạ. Tin hai vợ chồng em. Dạ. Được rồi. Thôi bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào. Kiệt mạnh mẽ lên nào. Mua bó bông biết chưa bao giờ yêu rồi nè. Thấy chưa? Này ai buộc vậy? Em buộc. Em buộc hả? Dạ. Thôi giờ nó buộc bó bông đúng là. Rồi, nói lớn lên. Anh tặng em bó bông. Bông này anh làm hơi xấu lắm chà. Dạ. Dạ em cảm ơn vì nó là. Ủa Kiệt buộc bó bông đó từ bao lâu vậy? Dạ em buộc, hồi trưa. Hồi trưa. Hả hồi trưa hả? Dạ. Đứng đó từ từ, thấy không, nó mới mua dạ, bó bông nó tự buộc luôn là hiểu rồi đó. Ở trong gói quà có một cái bức thư. Mở ra. Anh đọc giúp em. Chào anh, em thật sự rất muốn tặng cho anh một món quà dễ thương. Dù em rất cố gắng nhưng anh shipper vẫn không đồng ý cho em vào hộp. Hy vọng món quà nhỏ này theo anh mỗi ngày. Hoa cần có nước như anh cần có em. Hoa cần có nước như anh cần có em. Ôi rồi, quá dữ. Đẹp quá. Đẹp. Đẹp không? Nghe bạn gái với câu đó cảm nhận sao? Cảm động. Cảm động. Anh sẽ xài này nước. Rồi, ngồi xuống đây đi. Dạ em chào anh. Em có nghe nói hồi nãy anh tự giới thiệu bản thân mình. Anh là một người
hơi nhút nhát, nhưng mà anh nói anh có bản lĩnh. Thế là cho em hỏi người đàn ông bản lĩnh với anh là như thế nào? Người đàn ông bản lĩnh thì là người ông biết lo gia đình, biết biết bảo vệ, biết bảo vệ phụ nữ, biết lo con cái, biết lo con cái, và không không được quá gia trưởng. Dạ. Bớt gia trưởng lại. Dạ. Vậy anh có phải là người gia trưởng không? Không, anh không gia trưởng. Mày dạ. Gia trưởng chết liền á. Nói cũng dám nói nữa. Lúc nãy em có nghe anh nói là lúc trước anh có quen mà vì anh học và anh không quen nữa, và vì mẹ anh không cho phép. Thế bây giờ anh gặp được một người bạn gái phù hợp với anh, thì anh có mạnh dạn tiến tới với tình cảm đó và bảo vệ tình cảm đó không? Đầu tiên là không phải là mẹ anh cấm. Dạ. À, đó mẹ anh kêu là khuyến khích không quen thôi. Dạ. Khuyến khích không quen. Đúng rồi. Tới đi học và kêu anh quen tới giờ luôn mà anh không quen. Thật ra là tại vì mẹ sợ học, yêu mẹ đương sợ yêu rồi đương, bỏ học thôi. Học. Anh cũng có tìm hiểu bên mạng để nói chuyện. Dạ, dạ. Nhưng mà anh chị nói chuyện được 2-3 câu anh không biết nói gì rồi. Thì em cũng không có quan trọng bạn trai phải nói nhiều. Đàn ông thì người ta hơi điềm tĩnh. Với lại phải bắt được cái người có cảm xúc với mình thì họ mới mới thể hiện tình cảm được. Tình cảm không bao giờ học được qua TV hay là mạng xã hội hoặc qua người khác được. Giờ đó hẹn hò sao mình chủ động đi. Thường em rảnh em làm gì? Thật sự ra là em ít có thời gian rảnh. Đôi lúc công việc hay gì đó em sắp xếp muốn thư thả thì em sẽ dành thời gian vào cuối tuần thôi. Chứ em cũng ít có rảnh. Chỉ cần có lý do. Em thường đi chơi đâu? Cuối tuần em hay về Sài Gòn đi ăn uống hoặc gặp gỡ bạn bè thôi. Dạ. Anh sẽ đưa em đi những nơi nào em thích. Anh ơi, chắc em không phải đối tượng của anh hay sao? Anh không có câu hỏi nào. Trời ơi, anh không biết nói cái gì hết không em biết ơi. Thôi. Nó không biết thôi. Nói cái gì thật hết. Thật ra là thông cảm, quá. Thông cảm. Hãy đưa tay kia. Chưa, trời sao buông sớm vậy? Quay đối diện nhau. Đúng rồi. Xíu lắm. Lần đầu tiên nắm tay con gái đúng không? Thấy như sao? Bình thường. Bình thường. Bình thường luôn hả? Em có thấy cô này sao không? Dạ, bạn này xinh. Bạn xinh đúng không? Dễ thương. Và bây giờ nè, thí dụ giờ hai đứa yêu nhau rồi mình tính tới làm sao? Thì yêu nhau mà hợp thì sẽ kết hôn. Chừng nào kết hôn? Chừng em hay quyền thi bức nữ, tôi bức nữ là đồng ý thì sẽ kết hôn. Phải không? Dạ. Em bây giờ kết hôn giờ ở đâu? Dạ, một là ở thành phố, hai là ở dưới quê. Thành phố thì em thành phố rồi có công ty lo xếp nhà thành phố. Công ty lo có mình em chứ sao lo cho vợ em được hả? Có lo nguyên nhà cho em. Lo nguyên nhà cho em luôn hả? Cái công việc chuyên môn của em là pha chế hả? Dạ, em là quản lý. Em quản lý được bao nhiêu con người trong đó? 15 người. Trời ơi, nó có quản lý 15 người chứ bộ. Dạ. Đâu có giỡn đâu, có la người ta không? Dạ không. Quản lý theo kiểu mà làm chương trình chung. À, dạ. Người ta có sợ em không? Cũng sợ kiểu mà nể, như làm đúng làm sai thôi. À, nó cũng quản lý được mấy người đó. Nhưng có lẽ lên đây rung quá thôi. Thôi thì chờ ghế ngồi đi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Khi đã quyết định thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha. Thích thì bấm, không thích không cần bấm. Đúng. Nha. Mình phải làm theo trái tim của mình thôi. Một. Hai. Rồi. Thôi, kết quả cũng đã biết rồi, nhưng phải làm thủ tục thôi. À, có thể chúng ta là bạn nhau đi. Thôi, bắt tay nhau nào. Cảm ơn anh đã bấm nút chọn em. À, em nghĩ anh cũng là một người tốt, có bản lĩnh. Tuy nhiên thì em không bấm nút lý do là sẽ có một cô gái phù hợp với anh hơn em. Nên em nhường cơ hội đó để cho cô gái khác giúp đỡ anh làm điều đó. Chính xác. Em là một cô gái xinh đẹp, thông minh mà tốt tính đó ha. Theo nghĩ bạn rằng trai bạn lĩnh mà. Nhưng mà thật ra em để vụ cái mối này thật ra là rất là tiếc luôn á. Thôi thì mình không có duyên nợ với nhau rồi, là bạn với nhau nha các bạn nha. Dạ em chào. Một tràng pháo tay dành cho hai bạn này. Đi đây đem mà đi với trắng thì nghĩ rằng có vấn đề.
cái này cũng có lý. Dạ. Anh thấy cái vụ mà mang vớ đen là dây dây đen là phải đi vớ đen chị. Bây giờ đen này có thúi không? Không, đảm bảo không bao giờ. Tôi thấy rằng những ánh mắt ở dưới nụ cười, những cái tràng vỗ tay, tôi biết anh chàng này đẹp trai. Đẹp trai anh ạ. Chào em. Dạ. Có ai đã từng nói bạn đẹp trai chưa? Chắc là có. Em không biết là người ta khen thật hay là người ta khen giả vờ. Tôi nghĩ khen thật đấy. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Phạm Văn Hoài, năm nay em 34 tuổi. Hơi lành đó. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào em tên gì? Em tên Luận. Luận? Luận đang làm việc gì? Dạ em làm bên xuất nhập khẩu. Ồ, năm nay Luận bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi. Có bạn trai chưa? Dạ chưa có, nó mới ngoài đây ạ. Trước đây? Dạ từng có. Tại sao chia tay? Ngày đó thì mới ra trường rồi quen. Rồi bản thân mình thì tự ti quá. Em có thích một người con gái tự ti không? Em thì con người con gái ban đầu thì có thể là người ta tự ti, nhưng mà có thể quen em một dần dần rồi em sẽ làm cho người đó sẽ tự tin lên. Tự ti thành tự tin nó cũng rất gần nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn đang làm nghề gì? Dạ em làm kinh doanh. Kinh doanh? Dạ. Chức vụ gì? Doanh nghiệp của em thì có 2 thành viên. Doanh nghiệp của em luôn? Dạ. 2 thành viên? Dạ. Phó đốc và giám đốc? Em làm phó. Em làm phó? Dạ. Bạn chắc chắn rằng đã trải qua rất nhiều mối tình. Nếu mà tình mối tình chính thức á thì cách đây cũng khoảng 4 năm rồi. Chắc là lúc ấy là do ba em hơi bị khó tính một chút. Thì lúc đó là ba em không đồng ý. Em thì nói với cái người bạn gái em lúc đó bảo hãy cho anh thời gian để anh thuyết phục gia đình. Nhưng mà người bạn gái đó cứ nghĩ là không chờ. Không chờ. À. Đó. Thì lúc thời đó gian là thời gian bao lâu? Bây giờ người ta con gái người ta có bao nhiêu cái xuân xanh mà em biểu chờ 5 năm rồi sao người ta dạ chờ? Không. Lúc đó thì em chỉ nghĩ rằng thời gian thì chỉ em cho em khoảng chừng 3 tháng thôi. Nhưng mà em hỏi bên kia nè, nếu như hai bạn yêu nhau giống như một cái mối tình đầu tiên của bạn trai bên em nói là chủ bố bên kia bố chưa chịu, bạn trai xin phép một thời gian để thuyết phục ba mẹ, thì em nghĩ như thế nào? Nhưng mà lúc trước là anh xin thời gian, nhưng mà thời gian là bao lâu? Ba tháng. À, 3 tháng, nhưng mà 3 tháng đó anh phải cho em biết là cái kế hoạch của anh như thế nào thì em mới đợi. Chứ còn bây giờ kêu em đợi 3 tháng xong rồi hết 3 tháng, em ơi cho anh thêm 3 tháng nữa thì làm sao mà được? Nói chung là kinh doanh tất cả có kế hoạch. Đúng rồi, là kinh doanh là phải rõ ràng, phải kế hoạch chứ. Em ơi, anh nghĩ rằng nếu mà anh đồng ý là chắc gia đình anh là bây giờ là đồng ý ngay, không còn như ngày xưa nữa. Cái đó là chuyện ngày xưa. Chừng nôn nó giả lắm rồi. Bây giờ riêng em mong muốn điều gì ở người bạn trai của mình? Người bạn trai của em phải cao. Cao có cao? Người có 5 chữ T. 5 chữ T là gì? Là người sống phải có cái tâm. Tâm. Rồi. Phải có cái tình cảm, có chữ tình. Tình. Phải có chữ trí. Trí. Có tiếng. Hả? Tiếng. Tiếng, cầu tiến, tiến bộ. Rồi. Và có chữ tinh, là tinh tế. Nghe chưa? Nghe năm yêu cầu chưa? 5 chữ T chưa? Em có mấy chữ T? 7 chữ T. 7 chữ T. T gì nữa? 7 chữ T là gì? T là gì? Dạ. Tâm, tầm, trí, tín, tiền, tình, tỉnh. Cái gì? Tiền, tình gì? Tiền, tình. Tỉnh. Tỉnh. Cuối cùng là phải tỉnh. Bên đó có đủ 7 chữ T không? Bên đó 7 chữ em không thua. Em có đủ 7 chữ luôn hả? Đủ. Rồi, bây giờ những cái gì em không thích như người bạn trai của mình? Hồi nãy là 7 chữ T đó là thích rồi đó, bây giờ không thích. Em không thích con trai tóc dài và trẻ 2 mái. Này có một mái thôi. À, không thích con trai mang vớ đen. Sao vậy? Tại sao không thích mang vớ đen? Mày lạ nha. Em thấy mọi người. Anh Linh mang vớ đen hả? Ừ. Ôi, tại sao? Để em khai thác. Để em khai thác cái chuyện này coi. Tại sao? Có vậy kỳ vậy? Sao vậy em? Khi mà một người mang vớ trắng, người ta phải biết là người ta gìn giữ. Tôi vớ đó khi làm sao mà đi trong một ngày người ta sạch, thì người đó người ta mới gọi là người cẩn thận và tỉ mỉ. Còn đen thôi không ai để ý, mang hoài cả tuần lễ luôn đúng không? Đúng rồi, thứ quá không có giặt. Thôi quá anh Linh ơi, thứ quá không có giặt. Mỗi em à, mang vớ đen mà nó sạch, còn mang vớ trắng mà nó dơ à. Thôi mặc cho thấy vậy. Chưa thấy ai mà tìm yêu mang vớ trắng hết á. Không thích mang vớ đen hả? Không. Nói thiệt em, giờ kiểm tra hết trong phòng nè. Từ quay phim, đạo diễn, âm thanh, ánh sáng, ông nào cũng mang vớ đen hết trơn á. Dễ dơ rồi đó anh. Trời đất ơi, cứ mang vớ đen ở dơ hả? Thì nhiều khi mang vài ba ngày không thèm giặt, cứ hình trong đó ai biết. Thật
cái gì cũng thấy không được hết trơn, chỉ có vụ giới mà nó không biết. À, bây giờ để coi mang giới gì đây. Giới đẹp. Thôi xong luôn rồi. Tôi mới thấy gì vậy. Em chào chị. Mặt đâu có đen mà đi chọn cái giới đen làm chi vậy? Đi không coi ngày à? Em có vớ trắng nhưng mà nhiều người ấy, chỉ thấy mình bị giày đen mà đi vớ trắng người ta nghĩ rằng có vấn đề. Không, cái này cũng có lý. Dạ. Anh thấy cái vụ mà mang giới đen là giày giày đen là phải đi vớ đen chị. Bây giờ đen này có thúi không? Không, đảm bảo không bao giờ. Lấy rồi. Rồi bỏ đi chuẩn bị cho gặp luôn. Qua. Thôi cho gặp nhau để hử giới. Và bây giờ mời các bạn kéo màn lên để cho hai bạn trẻ nhìn nhau. Đen nghe em nói trước à, đừng có thất vọng. 2 phút bắt đầu. Đưa đôi giày ra trước. Anh chào em. Dạ em chào anh. Anh thấy em có một cái điều là hơi lạ nhờ, vừa nãy là em bảo là em không thích người đeo vớ đen. Nhưng mà anh thấy là giày đen thì phải đi vớ đen chứ, mà giày đen mà đi vớ trắng là ra đường người ta nghĩ rằng là người đó là có vấn đề. Em nói em không thích, bây giờ anh mang vớ đi, hôm nay muốn anh đổi vớ trắng hết là được thôi. Bây giờ anh hỏi cho anh thêm nửa phút đi. Bây giờ thí dụ như em yêu một bạn trai rất là yêu, hai người thương yêu nhau lắm, tìm hiểu nhau, nhưng mà cái người bạn trai đó có cái tật là mang vớ đen thúi. Em có đồng ý giặt không? Giặt thì em giặt, nhưng mà mai mốt đổi hết vớ trắng cho em. Người ta không đổi đó là em đổi. Người ta không chịu đổi thì em có đồng ý không? Không đổi thì em bỏ. Các bạn còn 30 giây. Dạ. Vậy anh thấy em thế nào? Anh thấy em này cũng một con người cũng nhanh nhẹ, cũng chắc là hợp với những lĩnh vực ví dụ như kinh tế, kinh doanh hay là những cái đại loại là có thể nếu mà sau này chúng mình có duyên với nhau á, dạ, thì có thể em sẽ là một người trợ thủ đắc lực cho anh. Hết thời gian. 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò không, mà các bạn đặt tay vào nút. Suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định có nhấn nút hay không. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. Một, hai, ba. Mời các bạn. Mời bạn. Sao em mà giới đen cũng chịu luôn hả? Nhưng mà mai mốt đổi được chị. Đổi được phải không? Dạ. Em là chịu đổi rồi đúng không? Em có sẵn rồi. Dạ. Chỉ là dễ bỏ bớt mấy cái này thôi. Dạ đúng rồi. Tặng anh Quyền Linh đi. Anh rất là chung thủy với những đôi giới đen. Còn cởi rồi còn chưa. Còn em sao mà bạn gái có những cái quan điểm nó kỳ lạ vậy mà em vẫn chấp nhận? Em nghĩ rằng cái đó là có thể là bước đầu bạn chưa có hiểu một số cái thì từ từ thì chắc là sẽ hiểu ra. Hiểu ra là giới đen nó không thúi chứ gì. Tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ nhớ đến bạn. Mỗi người ta nhìn thấy bớ nhớ tới bạn. Nhìn thấy bạn nhớ tới bới đen. Tôi chỉ thấy rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Nói chung là nhà cũng ổn định, cũng có thu nhập ổn định rồi. Ngay ra khu V-Ship rồi, biết rồi. Đó là lý lịch trích ngang của bên đàn trai đó. Bên đàn gái đường tình sao? Dạ sao à? Đàn gái đường tình sao? Tức là trước giờ trải qua mấy mối tình rồi? Em thì rất là nghiêm túc trong vấn đề tình cảm, nên là em từ đó đến nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Mối tình đầu của em là vào năm 26 tuổi. Thì là tụi em quen cũng được khoảng gần 3 năm. Cũng tính đến chuyện cưới hỏi, nhưng mà mình phát hiện là bạn ấy lăng nhăng. Thế là mình quyết định là dứt khoát chia tay luôn. Tại vì trong đầu của mình từ nhỏ cho tới lớn á, là mình suy nghĩ là không chấp nhận việc không chung thủy, không chấp nhận được việc đó, nên là nếu mà mình phát hiện ra vấn đề đó là mình dứt khoát. Nên là từ đó đến nay là cũng hơi lâu rồi, từ hồi đăng ký chương trình đến nay chắc cũng 6 năm rồi đó. 6 năm rồi hả? Dạ đúng rồi, chờ anh đó. Dạ, ngồi đi chị. Bây giờ có hai người trên sân khấu rồi đó, một người bên kia hàng rào, bên người bên đây hàng rào. Mình nói lớn lên để cho bên kia nghe luôn ha. Rồi xin mời. Chào anh Quỳnh Linh, chào MC Nam Thư, chào bạn gái, chào quý vị khán giả. Chào anh. Mình xin giới thiệu, mình tên là Đỗ Văn Khánh, quê gốc ở Nam Định. Hiện nay thì mình đang sinh sống ở Quỳnh Dương.
công việc và nghề nghiệp của mình thì là tài xế, làm trong khu công nghiệp Tân Cảng Sóng Thần. Cái công việc chính thì chủ yếu là soạn hàng bên hệ thống Lotte và giao cho các cái hệ thống. Tức là tài xế đi giao hàng? Cũng là đi trong ngày rồi về, chứ không có phải là giống như là đi biển biệt hoặc là đi xa. Nên là từ xưa giờ nhiều khi cũng có nhiều người hay thành kiến về tài xế à. Hay đi xa rồi có nhiều cái... Coi như đi gần thôi đúng không? Nên là đi trong ngày. Về. Anh nhiêu tuổi rồi? Dạ, là sinh năm 1970. 70. Mời bên đàn gái. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư, chào quý vị khán giả trường quay cũng như là đang xem đài. Chào em. Em tên là Nguyễn Ngọc Như Thi, năm nay em 34 tuổi. Em đến từ Đồng Nai, hiện tại em đang là nhân viên văn phòng ở bộ phận là chăm sóc khách hàng. À, dạ. Thi 34 tuổi. Dạ. Bộ phận chăm sóc khách hàng. Dạ. Thi là nhân viên chăm sóc khách hàng là công việc của mình cụ thể là gì hả chị? Cụ thể là mình chăm sóc trực điện thoại á. Tổng đài điện thoại. Là tổng đài điện thoại. Dạ đúng rồi. Nếu mà là tổng đài chắc nhiều, có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười lắm ha chị. Tổng đài 1880 hả, phải không? Cái đài mà mọi người hay thường ưu ái với cái tên là đài biết tuốt á, tổng đài biết tuốt. À, là chị trực trên đó. Dạ. Cái giọng nói của chị rất là hay. Vậy là chắc nhiều người kiếm tổng đài. Có khi nào mình trực tổng đài mình nói chuyện với khách hàng rồi xong người ta cứ tìm mình hoài không chị? Cũng có những khách hàng hay hỏi doanh số rồi là cứ tìm mình hoài vậy đó. Nhiều khi mình không có đi làm thì mấy bạn nó vẫn cứ tìm thì cũng, nhưng mà mình thấy rất là vui vì dạ. Có những khách hàng nhớ mình như vậy, hoặc là có những khách hàng rất là dễ thương, ví dụ như có chú nhiều khi gọi lên mình tư vấn cho chú xong, chú nói con ơi con có muốn làm dâu miền Tây không, chú cũng có đứa con nó còn ở dậy đó con. Thế mình nghe mình thấy người miền Tây cũng thấy dễ thương, nhiều khách hàng rất là dễ thương, rất là vui, mà mình học hỏi ở khách hàng rất là nhiều nữa. Em nghĩ là những người mà làm công việc chăm sóc khách hàng như chị á thì chắc chắn là sẽ hết sức là tinh tế, tại mình nghe điện thoại nhiều, mình nghe một hai câu là biết người ta muốn hỏi gì rồi. Yeah. Mà làm như thế nó cũng nhạy cảm, cũng... có những người ta gọi lên ta nói bậy không em? Dạ thỉnh thoảng cũng có. Rồi lúc đó thì chị xử lý như sao? Kiểu như là mình tính của mình thì nghiêm túc, mình sẽ xử lý vấn đề nghiêm túc chứ không có vui đùa với khách hàng để khách hàng nghĩ là tổng đài của mình nó không không được hay lắm. Có trường hợp nào ông xỉn quá ông nhạy cảm gọi hỏi tùm lum không em? Dạ cũng có, ví dụ như gọi vô rồi hỏi những cái câu mà thách đố với nhau. Ví dụ như khách hay hỏi là ở tỉnh nào là có 4 thành phố, hoặc là hỏi những vấn đề nó hơi tế nhị thì mình cũng không, nó cũng không có không vấn hay đề lắm. Nào không trả lời được không? Dạ có chứ. Ví dụ ví dụ như cũng có khách hàng hỏi khoảng cách từ mặt đất lên cái tầng mây gần nhất là bao xa. Trời đất ơi, chẳng hạn vậy. Ai mà rảnh như trời mà hỏi tổng đại, hỏi khoảng cách từ mặt đất lên tới tầng mây hả? Chính vì thế dạ. Con gái bên kia rất là kiên nhẫn nha. Đúng rồi, rất là kiên nhẫn luôn đó. Anh Linh hả? Em hỏi chị em câu nữa nha. Rồi hỏi đi. Chị, ví dụ như có ai gọi lên tâm sự chuyện tình cảm chia tay với chị không? Dạ cũng có. Có cũng luôn có, đúng rồi. Nhưng mà với trường hợp ví dụ như lúc đó mà tại vì mình có tổng đài 1088 á, thì là cũng có chuyên viên tư vấn về tâm lý tình cảm. Nhưng mà nếu mà khách hàng đó là cảm giác tâm lý của họ không ổn định á, thì mình có thể là chia sẻ một chút để họ vơi bớt cái cảm xúc lúc đó. Trời ơi, đàn trai nghe không? Khi đàn gái bên này cái công vợ việc chồng là... ta gây lộn nhau, ta gọi lên em không? Cái đó em chưa gặp. Rồi đó là cái ngành nghề của ấy ha. Chính vì thế cô ấy là một người rất là gọi là bản lĩnh luôn, biết có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nên anh đừng có lo. Rồi bây giờ mình nói chút về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Phần ưu điểm của bản thân mình thì là thật thà, chân tình, sống tình cảm, có trách nhiệm với gia đình, không có cờ bạc, không có hút thuốc. Rồi trước khi làm tài xế làm nghề công việc gì? Thì từ trước đến giờ thì bản thân mình là ở ngoài Bắc, đi trải qua 7 năm lính, xong rồi đi vô thẳng Sài Gòn, nói chung là tự thân tự lập từ hồi đó tới giờ. Tức là 7 năm quân 7 ngủ, năm hả? Là quân đội, cũng là lính biên phòng ở Huế. Thì sau đó thì cuộc sống thay đổi thì mình vô Sài Gòn làm lập nghiệp. Thì từ đó đi làm, mới đầu vô làm thì làm các công ty, sau đó thì kiếm tiền rồi đi học tài xế, rồi sau đó đi lái taxi một thời gian, rồi lái xe của các công ty. Cũng bôn ba đó, hả? Cũng là bôn ba, rất là vất vả. Nhưng mà anh ở đây với ai? Rồi đến năm 2000 thì là lập gia đình. Có, nói chung là cũng có lập gia đình và có một bé trai là 15 tuổi rồi. Nhưng mà hiện nay thì hai vợ chồng tức là đã chính thức là ly dị là khoảng 2 năm nay rồi. Ly hôn 2 năm rồi? Ly hôn 2 năm rồi. Con trai 15 tuổi con rồi. Con trai 15 tuổi. Ở với ai anh? Thì năm đầu tiên á thì là mình nuôi bé trai nhà ở Bình Dương. Nhưng mà đến năm thứ hai cũng
vì lý do là mình ở có một mình, gia đình người thân cũng không có, nên là nuôi bé trai, nhận nuôi bé trai thì nhiều khi có công việc đi ra ngoài thì không có ai trông bé dùm, nên là mẹ bé cũng không yên tâm, nên là mẹ bé là xin về nuôi. Đấy, xin về về để gửi về dưới ông bà ngoại ở dưới Lâm Đồng, thì hiện nay là ông bà ngoại đang giữ dùm bé. Còn tất cả mọi vấn đề thì cái phần hỗ trợ về kinh phí tất cả thì hàng tháng là mình có chu cấp đầy đủ. Hiện nay thì bé ở với ông bà ngoại thì rất là thoải mái, nhà dưới quê mát mẻ rồi, ông bà chăm cháu thì cũng rất là thoải mái. Còn bây giờ rất anh ở đây, anh ở một mình. Còn hiện tại thì mình cũng đã có nhà ở Bình Dương rồi. Tức mua nhà Bình Dương rồi. Bình Dương rồi. Nói chung là nhà cũng ổn định, cũng có thu nhập ổn định rồi. Ngay khu V-Ship 1. Rồi, biết rồi. Đó là lý lịch trích ngang của bên đàn trai đó. Bên đàn gái đường tình sao? Dạ sao ạ? À? Đàn gái đường tình sao? Tức là trước giờ trải qua mấy mối tình rồi? Em thì rất là nghiêm túc trong vấn đề tình cảm, nên là em từ đó đến nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Mối tình đầu của em là vào năm 26 tuổi. Thì là tụi em quen cũng được khoảng gần 3 năm. Cũng tính đến chuyện cưới hỏi, nhưng mà mình phát hiện là bạn ấy lăng nhăng. Thế là mình quyết định là dứt khoát chia tay luôn. Tại vì trong đầu của mình từ nhỏ cho tới lớn á, là mình suy nghĩ là không chấp nhận việc không chung thủy, không chấp nhận được việc đó. Nên là nếu mà mình phát hiện ra vấn đề đó là mình dứt khoát. Nên là từ đó đến nay là cũng hơi lâu rồi. Từ hồi đăng ký chương trình đến nay chắc cũng 6 năm rồi đó. 6 năm rồi hả? Dạ đúng rồi, chờ anh. 6 năm nay chưa có mối tình nào hết. Dạ đúng. Nhưng nãy giờ em nghe anh bên đây đã từng lỡ một chuyến đò rồi đó. Dạ. Em có ngại điều đó không? Vấn đề đó thì nếu mà ở độ tuổi này, đến thời điểm này mà chưa có gia đình thì mới là có vấn đề. Nhưng mà đối với vấn đề của anh như vậy thì em thấy không có vấn đề gì hết. Vậy là tốt rồi. Ha. Thôi mình bỏ chuyện cũ đi. Ai dạ. cũng có những cái cuộc sống riêng, ai có những kỷ niệm, những ký ức này kia. Bây giờ mình làm lại từ đầu, biết đâu nó sẽ đẹp hơn. Dạ. Những ký ức của mình thì sao? Dạ. Em muốn tìm một người đàn ông của mình như thế nào? Người đàn ông mà em muốn ở bước với em trong cái cuộc đời sắp tới á, là em cần một người đầu tiên là phải là chung thủy. Chung thủy. Sau đó là nhân hậu. Bởi vì em nghĩ những người nhân hậu là những người sẽ suy nghĩ cẩn thận trong cái lời nói và hành động của mình, thì sẽ không có gây tổn thương đến cho người khác. Điều đó có nghĩa là em sẽ không phải chịu sự lừa dối hay gì đó. Và tiếp theo đó là người đàn ông cần có tài. Đàn ông lúc nào phải có tài, đó là chuyện đương nhiên. Thì nếu một người với cái chí cầu tiến á, thì em nghĩ là vấn đề nghèo khó mình không phải lo vấn đề đó nữa đó. Tức là những vấn đề mà em cần chủ yếu là về cái nhân cách của anh ta. Rồi, nãy giờ em nói thì em cảm nhận ảnh như thế nào? Em cảm nhận anh bên đó là ảnh có sự trưởng thành, chín chắn và ảnh rất là chân thành. Rồi. Và em cũng thuộc tiếp người là chân thành giống như vậy. Rồi, vậy là tốt rồi ha. Dạ. Thôi mình qua mình coi mặt đàn trai đi. Rồi mình cho gặp thôi chứ anh thấy ổn đó. Dạ, em chào anh. Chào em. Dạ, rất vui khi anh đến tham gia chương trình. Dạ. Chị nói là chị đăng ký chương trình 5 năm rồi. Dạ, 6 năm rồi. 6 năm. Dạ, 5 năm mấy, 6 năm ạ. Từ 2013. Bây giờ thì chương trình mới gọi, tức là chị mới ráp lại hồ sơ. Dạ. Ồ. 6 năm rồi đó. 6 từ năm. 2013 năm 2019. 6 năm thì chương trình mới có thể tìm được một cái người có thể hợp. Em thì em nghĩ là anh chị ơi, mình coi đây như là một cái duyên ha. Duyên trong 6 năm. Bây giờ chị đăng ký chương trình 6 năm, bây giờ mới có thể ngồi đây gặp anh. Một cái duyên mà cái duyên gọi là rất là hiếm, rất là khó. Đúng đó. Rồi. Bây giờ anh cho em hỏi xíu, cái mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn là gì? Cái mẫu người phụ nữ thì nói chung về ngoại hình thì tương đối dễ nhìn một chút, xinh xắn, gọn gàng. Nói chung là trong cái tính cách thì là phải thật thà. Mình rất ghét cái người là giả dối, cho nên là thật thà, chung thủy và hướng về gia đình, có trách nhiệm, quan tâm, chia sẻ. Dạ, đó là về tính cách, còn về ngoại hình thì anh như thế nào? Ngoại hình thì chỉ cần tương đối nhìn, dễ nhìn chút rồi, cao trên mắt 55 hoặc là chút xíu nữa thì ngoại hình nói chung là dễ nhìn chút thôi, chứ không cần phải mẫu người như thế nào. Dạ, hiện đại thì chị em năm nay 34 tuổi, anh sinh năm 70, thì cái khoảng cách tuổi tác cũng lớn, cũng có, thì anh nghĩ như thế nào về điều đó? Theo như bạn gái chia sẻ từ nãy thì từ cái công việc cho tới tính cách thì bạn đã là một người rất là năng động, hoạt bát, cũng có những cái thời gian vào trong cái công việc thì
quá trình làm việc như vậy cũng có cái sự nói chung là thấu hiểu, hiểu biết, nói chung mình chăm sóc khách hàng, nhưng thấy cũng có những cái gọi là mình thấu hiểu trong cuộc sống thì cái đó còn tùy theo cái suy nghĩ của bạn gái, còn đối với mình thì cái đó là tuổi tác không thành vấn đề, cái này cái miễn sao tìm được cái bây giờ cái, mình cái làm tình liền. Cảm nó hòa hợp là được thôi. Gọi điện lên tổng đài, chị em đang trực tổng đài bên này, chắc có lẽ tối nay về gọi. Chị còn chị nghĩ như thế nào về cái khoảng cách tuổi tác? Về khoảng cách tuổi tác thì chị không thấy có vấn đề, tại vì là ở độ tuổi đó là mới có thể là có đủ sự trải nghiệm. Phụ nữ mình là rất thích những người đàn ông trưởng thành chín chắn, với cái sự trải nghiệm của anh như vậy thì có thể là có rất là nhiều bài học cho mình. Hay quá chị, đúng là nhân viên tư vấn. Thực sự là cái giọng nói của chị là nó ngọt ngào rồi, với cách chia sẻ của chị em thấy thực sự là hai anh chị rất hợp. Bởi vì chị á, chị rất là, chị là người lắng nghe điện thoại thôi, thậm chí nó có thể chia sẻ với một người hoàn toàn xa lạ, muốn chi là người thân quen của mình nữa. Rồi bây giờ là mình tới phần giao lưu với người thân ha. Dạ, chị hôm nay chị đi với ai? Dạ, hôm nay mình đi với chị đồng nghiệp, với những người bạn thân của mình. Dạ, em xin chào đồng nghiệp, chị đồng nghiệp. Dạ. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, chào MC Nam Thư và tất cả các khán giả trong trường quay. Mình là đồng nghiệp và cũng là coi như là chị gái của bé Thi. Dạ. Bởi vì rất là thương bé Thi, coi như một em gái trong thực sự á. Thì bé Thi rất là hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình và rất là tình cảm, sống biết trước biết sau. Và anh bên đây thì chị nghĩ là cũng hợp với những cái mà tiêu chuẩn em đưa ra, bởi vì anh cũng rất là phúc hậu và có công việc cũng ổn định. Chị nghĩ là em tùy em ha. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Anh ta đi với ai? Dạ, hôm nay đi với là anh bạn thân với lại hai cháu, một cháu gái đang học trường đại học Nguyễn Đức Thành. Đó. Rồi, chào anh. Chào. Xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Dạ, và dạ, khán giả trường quay. Tôi là Trần Văn Lực, coi là tuổi sinh năm 70, cùng có bạn đồng nghiệp và bạn thân chí cốt từ quê Nam Định vào sinh sống ở Sài Gòn. Nhưng mà anh em từ lúc ở quê ra đi bộ đội và ý là đã xa cách nhau 32 năm. Anh em mới gặp nhau được 6-7 tháng nay là mới bắt liên lạc được. Thì thấy gặp anh bạn coi là thân mà thấy cuộc sống thế độc thân một mình cũng buồn. Thì cũng động viên là thôi kiếm người để lấy vợ. Thì nay cũng có nhờ chương trình bạn muốn hẹn hò đây. Thì theo tôi á, thì thấy hai bạn là cũng nếu mà có duyên gặp được hôm nay là cũng tiến tới hạnh phúc hôn nhân là. Dạ. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ. Mở rào. Đầu đi anh trai. Chào em. Chào anh ạ. Anh có nói mặt tặng em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Đây chị, đây, ở đây. Dạ, em cũng muốn quà gửi cho anh. Dạ, đây là anh. Cái tinh dầu thơm có thể là giúp tinh thần của mình sảng khoái. Hy vọng là anh có thể là minh mẫn hơn khi trong lúc lái xe. Quá tâm lý luôn. Dạ, ưu tiên cho em là nữ, em có gì hỏi anh và em có cái sự cảm nhận gì từ hồi nãy giờ mình chia sẻ qua cái bức vẽ. Thật ra em đang run. Mình tới. Dạ. Tuy là tại vì công việc của em chỉ trực tổng đài qua điện thoại tiếp xúc với khách hàng, nhưng mà giao tiếp trước đám đông như thế này thì hơi run, hơi hồi hộp. Thì không biết là anh thường vào thời gian rảnh á, thường anh làm, anh có sở thích làm gì? Đối với anh thời gian rảnh thì nói chung là đi uống cà phê hoặc là nghe nhạc với bạn bè. À, ngoài ra anh có sở thích gì đặc biệt hay không? Nó là sở thích của anh ấy thì nói chung lâu lâu cuối tuần hay là những ngày lễ thì anh em có tụ tập bạn thân gia đình đó thì cũng có nhậu nhẹt chút đỉnh rồi karaoke. Thế thôi. Em cũng thích cái không khí gia đình ấm áp như vậy. Anh thì cũng thường rèn luyện sức khỏe nên là tập thể dục, đi bộ hoặc là chạy bộ gì đó. Em cũng rất là thích chạy bộ và cũng có thỉnh thoảng cũng hay tập thể dục. Cho anh hỏi này nha. Dạ. Thế với công việc của em thì thường là em làm cái thời gian làm là như thế nào?
thời gian em sẽ làm giờ hành chánh, nhưng thỉnh thoảng sẽ có những cái khung giờ, tại vì tổng đài của em là trực 24/24, hỗ trợ tốt nhất có thể cho khách hàng, thành ra sẽ có những cái ca mình sẽ làm về đêm. Em làm công việc này được bao lâu rồi? Em làm từ hồi em đăng ký bạn muốn hẹn hò. Cũng khá lâu rồi. Dạ. Bây giờ em cảm thấy cái công việc này là em có hài lòng không? Em rất là hài lòng, tại vì suy nghĩ của em là em thích giúp đỡ nhiều người, và công việc này của em có thể giúp đỡ được rất là nhiều khách hàng. Tại vì đài của em là không chỉ là tư vấn về những vấn đề là kinh tế xã hội, còn về những vấn đề khác nữa, giúp đỡ rất là nhiều người. Nên em thấy là em rất là hài lòng về công việc của mình và yêu thích nó. Còn em nói em ở Đồng Nai thì cho anh hỏi là thế về gia đình em với lại cái địa điểm em ở Đồng Nai là chỗ nào? Em là ở Đồng Nai thì toàn bộ ba mẹ anh em của em là ở Đồng Nai. Em lên đây lập nghiệp. Cho anh hỏi em là thứ mấy thôi? Dạ con giữa. Em có một anh trai và em trai. Anh trai của em thì có gia đình, có một bé gái. Vợ nói chung với gia đình. Ba mẹ vẫn khỏe không? Dạ ba mẹ vẫn khỏe. Cảm ơn anh. Thì giả sử như sau này thì giống như là hôm nay mình có cái duyên mình gặp nhau, thì sau này giả sử như nó thay đổi về cái địa bàn sống hoặc cái công việc thì em có suy nghĩ nào? Trong đầu của em á, khi mà đã tiến tới hôn nhân là mình đã đạt được cái độ thấu hiểu, tôn trọng, chia sẻ lẫn nhau rồi, thì chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì ở đâu cũng là nhà, nên không có vấn đề gì hết. Anh hỏi thêm xíu nha, dạ. Quan điểm của em về người phụ nữ gia đình với lại hôn nhân gia đình là như thế nào? Người phụ nữ có trong gia đình, theo em là nếu mà là em sẽ hết chăm sóc gia đình của mình, nhưng mà em vẫn thích đi làm, tức là mình có công việc, mình có sở thích thì mình mới có thể là như là thể hiện được cái cá tính của mình. Và em thích một người phụ nữ gần như là em thích hướng tới sự hoàn thiện, vừa có thể đảm việc nhà, đảm việc nước, là cái hướng tới của em. Theo như chia sẻ của em thì anh thấy là em cũng khá là dễ thương. Cảm ơn anh. Em hỏi lại gì đi, sao có hỏi con bên hả? Hỏi đi chị. Em hỏi đi, em hỏi đi. Nếu như anh em lấy nhau gì thì anh sẽ lo cho em như thế nào? Anh có muốn sinh con hay không, như thế nào đó? Hỏi đi. Nếu mà kết hôn thì anh muốn là sinh thêm bao nhiêu bé? Cái này thì anh có suy nghĩ rồi, chắc chắn là phải có. Dạ. Em có thể là một anh trai hay gái thì cái đó tùy theo trời cho mình sau. Em cũng có đồng quan điểm với anh như vậy. Còn về cái phần sau này thì nói chung bây giờ anh cũng có nhà cửa, kinh tế cũng tạm ổn. Còn những cái hướng phát triển sau này thì có thể là anh không làm ở công ty nữa, hoặc làm đó nữa, thì anh có thể là sau này một thời gian nào đó đủ vốn thì anh có thể là anh chuyển đổi, anh có thể mua xe, anh tự chạy dịch vụ chẳng hạn. Đó là cái hướng tương lai, nhưng mà trước mắt thì cũng thấy nó tạm ổn rồi. Chị hỏi động lực nào anh đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò? Những lúc rảnh rỗi thì anh cũng thường coi chương trình TV với lại xem trên YouTube, thì anh thấy cái chương trình này nó cũng rất nhiều ý nghĩa, cũng mang đến hạnh phúc cho nhiều người, từ những người thân và những người tham gia chương trình cũng có nhiều cặp, tức là xây dựng hạnh phúc. Anh thấy nó cũng rất là ý nghĩa, cho nên là cái cháu học đại học của anh đăng ký cho anh là anh cũng rất là hưởng ứng cái chương trình này. Thì tới đây thì thực sự ra thì anh cũng mong muốn tìm được một người, tức là thấu hiểu, đồng cảm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải chân thật và trung thủy, tại vì trong lĩnh vực của gia đình ấy, cái điều trung thủy và chân thật đó, thì từ những cái đó mình mới sẽ có cái sự quan tâm, chia sẻ và có những cái động lực để mà vun đắp cho gia đình được. Cho nên là mong rằng thì mình cũng cho nhau một cơ hội, đấy cũng là cái duyên. Còn sau này như thế nào nữa thì cũng có thể là tùy duyên. Trời, 6 năm chờ đợi như thế, 6 năm có trăn trở được gì không? 6 năm có tưởng tượng ra một người hôm nay ngồi như mình như thế này hay không? Và sau 6 năm gặp người này thì em cảm giác thế nào? Cảm giác đầu tiên là em run, tại vì nào giờ em chỉ có một mối tình thôi. Tức là em cũng hơi ngại tiếp xúc với con trai một chút xíu. Em có thể là nói chuyện với bạn gái rất là thoải mái, nhưng mà với con trai lúc nào cũng sẽ có giữ khoảng cách. Nên là em gặp anh hơi bối rối. Bối rối đúng không? Dạ đúng rồi. Sau 6 năm gặp một đối tượng là thấy bối rối là được rồi. Thôi bây giờ mình nói một câu gì đó để mình kết thúc cái cuộc nói chuyện hôm nay. Anh đang suy nghĩ gì về người con gái đối diện? Anh có rung động hay không? Dạ, cũng có. Nói chung là trước phụ nữ thì mình cũng
rung động một chút xíu. Có rung động. Nhưng mà cái này thì... anh nói lớn lên. Thật sự về cái cảm nhận đầu tiên của mình á, tại vì bản chất của người mình cũng rất là thật. Có một cái gì đó trong cái cảm nhận đầu tiên á, nếu mà cái bản chất của mình á, cảm nhận mình cảm thấy thích một cái gì đó thì mình rất là thích. Mà cảm nhận nó cảm thấy không đạt tới cái đó thì mình có thể là cái tư tưởng mình nó không thông, nó không ấy hết. Cho nên là tôi đến đây mình cũng là cái duyên của chương trình đưa đến cho hai chúng ta thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ đó cũng rồi. Là suy nghĩ của em. Hết thời gian. Chúng ta để tay mình rút bấm và kiểm tra lại xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Phải thì bấm, không phải thì chúng ta dành cái tình yêu thương đó cho người khác, dành cơ hội đó cho người khác. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Bởi hai anh chị cũng lớn rồi, chúng ta suy nghĩ kỹ chín chắn rồi, quyết định bấm hay không bấm là do quyền của các anh chị nha. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Sao không bấm? Nói chung là mình cũng chia sẻ thật là cái cảm nhận đầu tiên mình cũng chưa rung động nhiều lắm. Chưa rung động nhiều lắm. Anh cần điều gì nữa? Thực chất ra thì cũng không đòi hỏi nhiều, nhưng mà cái chuyện tình cảm nó phải xuất phát từ cái sự rung động và có một cái gì đó nó có thể cuốn hút mình. Nhưng tại sao trước khi bấm anh lại nói là chúng ta cần cho nhau một cơ hội để chúng ta tìm hiểu, để đối phương hiểu lầm chúng ta? Cái này lỗi không, với anh đó. Anh cứ bày tỏ cho mình cảm xúc của mình không có vấn đề gì cả. Thì trước khi bấm thì Linh có hỏi anh nói là chúng ta nên cho nhau một cơ hội. Nhưng cuối cùng anh suy nghĩ điều gì mà anh không bấm? Mới đầu thì mình cũng có suy nghĩ như thế, nhưng mà cái thật sự cái con tim với cái sự rung động đến giờ phút cuối thì mình chưa có cái sự cảm nhận được. Chúng tôi vẫn trân trọng cái quyết định của mỗi người. Mình không bấm thì mình nhường cơ hội để cho nhiều người khác nữa. Bởi vậy trên truyền hình có rất là nhiều chàng trai có thể bấm cho cô ấy, và cũng có nhiều cô gái bấm cho anh, không lo lắng. Nhưng mà chỉ tiếc cái anh nói câu mà là hãy cho nhau cơ hội thôi, đâm ra cái người đối diện người ta hiểu lầm. Thôi không sao, bấm không bấm cũng không quan trọng. Có thể em bấm, mình nghĩ sao mình nghĩ vậy, người khác không bấm mình vẫn bấm, đó là suy nghĩ của mình ha. Tôi nghĩ rằng anh chị cũng đã duyên đến đây 6 năm chờ đợi, 6 năm lại trôi qua. Tiếc quá. Không sao cả. Quý vị và các bạn, đặc biệt là các anh đang xem truyền hình, thì hãy gọi điện thoại về tổng đài. Chị Thi là chị của Thư, chị sẽ nghe máy. Còn về gọi về tổng đài biết tuốt gặp chị Thi đó, gặp chị Thi. Còn rồi sau đó rồi xin thông tin hay cái gì thì cứ việc nha, thoải mái nha. Chị của Thư làm tổng đài nha mọi người, chị Thi nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị em đến tham gia chương trình. Đây là quà tặng một cái voucher máy lọc nước Yakio giảm giá 50% dành cho hai bạn. Rất tiếc là hai người không bấm nút, nhưng tôi hy vọng rằng hai người sẽ tìm sớm cho mình nửa yêu thương của mình. Chúc cho hai bạn sẽ may mắn và thành công trong cuộc sống. Em cũng chúc cho anh Khánh sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Nếu đã là cảm xúc của mình, cảm xúc của con tim, nếu đã chân thật thì hãy chân thật từ ngay phút ban đầu. Cảm ơn anh rất nhiều đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn chị Thi. Dạ, cảm ơn ạ. Đây, em đi chị Bút. Sáu năm một chặng đường rất dài, cô ấy đã bấm nút với nụ cười rất là tươi. Và tôi tin chắc rằng rất nhiều chàng trai đang nhớ nụ cười đó. Nhưng mà em cảm thấy là thật sự tổn thương khi như anh nói, chị Hy chờ đợi chương trình 6 năm. 6 năm đăng ký bản hẹn hò mới đến và tham gia chương trình. Trước đó thì tất cả chúng ta đều chứng kiến họ nói chuyện với nhau như thế nào. Và em đang hy vọng một cái kết thật sự có hậu. Nhưng mà... Anh hiểu cảm giác của em, và cũng là cảm giác của rất nhiều người theo dõi chương trình ngày hôm nay. Vấn đề còn lại là anh trai không rung động, anh ấy không bấm. Nhưng tại sao anh không thành thật với cảm xúc của anh ngay từ đầu? Tại sao anh nói là hãy cho nhau cơ hội, anh lặp đi lặp lại câu đó ít nhất là 2 lần? Nhưng mà khúc này có thể thì mọi người có thể là back lại cho quý vị khán giả coi. Nhưng mà cuối cùng ảnh lại không bấm. Nhưng cuối cùng con tim ảnh lại không rung động ở giây phút cuối. Người ta thường nói có những giây phút đá bù giờ, nó vẫn thất bại.
không sao cả, đó là cuộc sống như thế mà. Anh hiểu cảm giác của Thư ha. À, phụ nữ chúng ta thông cảm nhau và thấu hiểu cho nhau, cuộc sống nó luôn luôn như thế. À, không có gì mà chúng ta muốn nó được đâu, thậm chí đến gần tay với chúng ta cầm còn chưa được nữa. Cái gì của mình là của mình, cái gì không của mình thì thôi cứ để nó ra đi. Và 6 năm đó tôi nghĩ rằng là cả một ký ức, là một kỷ niệm. Và ngày hôm nay tôi tin chắc rằng sau 6 năm sẽ có rất nhiều nút bấm dành cho cô gái tên Thi. Yên tâm điều đó. Như Thư đã nói, chị Thi của Thư làm ở Tổng đài Biết Tuốt. Các anh ngồi xem truyền hình muốn xin thông tin của chị hãy gọi về Tổng đài nha mọi người. Và hy vọng là anh nào gọi về tâm sự, chia sẻ với chị của Thư thì hãy luôn thành thật với cảm xúc của mình ngay từ phút ban đầu. Chính xác là như vậy. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã ngồi xem chương trình. Thật sự là nãy em không có dám bộc lộ cảm xúc quá nhiều trước mặt chị Thi, nhưng mà tại vì em thấy chị Thi lúc nào trên mặt chị cũng cười cũng rạng rỡ. Một người con gái bản lĩnh, tự tin, một người con gái với nụ cười luôn tỏa sáng. Hy vọng rằng chị ấy và anh ấy sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình.